Xin chào quý đồng hương. Chương trình Nhân sĩ Cộng đồng xin trở lại với quý vị vào mỗi cuối tuần. Và hôm nay chúng tôi có tất cả là 4 anh em, nhưng mà chúng tôi không thể là ngồi chung với nhau được, thành ra có một vị phải ngồi ngoài để chờ chốc nữa sẽ đến lên thiên. Và hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh mời được luật sư Nguyễn Cốt Lân. Ông hiện là ủy viên học khu Gác Đơn Gô trên một thập niên nay, đồng thời ông cũng đã là một thành phần cốt cán trong cái ủy ban gọi là đặc nhiệm để chống bãi nhiễm, cùng với luật sư Trần Thái Văn và một số các anh em trí thức khác trong nhóm nhân sĩ quốc gia hoạt động lâu đời trong cái cộng đồng này. Luật sư Nguyễn Quốc Lân đã hoạt động ở cái cộng đồng này rất lâu rồi, có thể là đồng thời hoặc là trước tôi, từ cái thập niên 80 đến nay. Đó. Trước hết chúng tôi xin mời luật sư Lân tường trình cho đồng hương biết qua về cái kết quả các cái bầu cử bãi nhiễm mới xảy ra hôm 7 tháng 4 vừa rồi đó. Rất là nhiều người muốn thắc mắc, bởi vì ở ngoài ra nó có tung ra những cái dư luận, nghĩa là rất là thất thiệt để mà làm cho đồng hương hoang mang. Cho nên hôm nay chúng tôi xin mời được luật sư Lân và rất cảm ơn luật sư Lân đã bỏ thời giờ rất là quý báu của ông để đến đây cùng anh em chúng tôi. Xin mời luật sư Lân. Thì vâng, cảm ơn cô Hiền rất nhiều. Thưa quý vị, theo cái kết quả sơ khởi mà giờ này cũng coi như là tổng kết, tại vì không còn bao nhiêu, khoảng chừng 200 phiếu để đếm thôi, trong số hơn 17.000 phiếu họ đã đếm rồi. Thì cái kết quả sơ tới hay là chưa chính thức đó, tới giờ này cho thấy rằng nhóm chống bãi nhiệm đã thành công chặn đứng được cái đề nghị bãi nhiệm ba vị dân cử gốc Việt với cái tỷ lệ khoảng chừng 60% chống lại với 40% của cái phe bãi nhiệm. Đặc biệt là những cái số bầu, những cái số phiếu mà cử tri đã bầu cho cái vị dân cử gốc Việt rất là cao, như là đôi đơn cử trường hợp tại thị trưởng tại Đức Chí, số phiếu bầu đã lên tới ngày tối ngày thứ năm thì phiếu bầu đã lên đến 10.097 trên con số 6.927 của bãi nhiệm, tức là hơn 3.000 phiếu. Riêng đối với thị trưởng phó thị trưởng Kim Ly Hồ thì cái tỷ lệ là 57.3% trên 42.6 về cái số phiếu là 9.724 phiếu không đồng ý chống bãi nhiệm, tức là chống lại bãi nhiệm. Ngược lại cái số đồng ý bãi nhiệm là 7.240 phiếu. Riêng đối với nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí thì cái số tỷ lệ mà chống đối cái chuyện bãi nhiệm đối nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí là 57.6% trên cho 42.3% với cái số phiếu của chống lại bãi nhiệm là 9.780 phiếu trên cho 7.181. Nói chung chung tổng quát, nếu quý vị không nắm được con số chi tiết đó, thì cái tỷ lệ mà cư dân của thành phố Westminster đã ra bỏ phiếu bác bỏ cái đề nghị bãi nhiệm lên tỷ lệ còn vòng khoảng 60% trên với 40%, nó đồng loạt hết cho tất cả ba vị dân cử. Cái tác dụng ý nghĩa của cái số đồng loạt này nghĩa là như thế này. Cái tỷ lệ tham gia bầu cử hiện nay nó là 37.8%, tức là tỷ lệ rất là cao. Thông thường một bầu cử đặc biệt mà đứng một mình, cái stand alone như vậy đó, thì chúng tôi thường thường dự trù chỉ có khoảng 25% thôi. Đây là cái tỷ lệ là 37%, nghĩa là cái cư dân ở thành phố chúng tôi ra rất là đông trong kỳ bầu cử đặc biệt này. Nhưng mà nếu phân tích kỹ ra đó, thì cái cư dân gốc Việt ra đông hơn nữa, đông có thể nói là gần gấp 2 lần cái tỷ số cư dân địa phương ở đây. Điều đó nói rõ cho thấy rằng là cái tỷ lệ cử tri gốc Việt hỗ trợ cho các ba vị dân cử gốc Việt rất là cao. Nãy chúng tôi muốn nói rằng cái tổng số tổng quát cái cư dân á, là 60% chống đối cái việc bãi nhiệm. Nhưng mà nếu chỉ phân tích riêng biệt của cái cư dân cử tri gốc Việt không đó, thì điều đó có nghĩa rằng cái tỷ số phải hơn 80%, tối thiểu là 80%. Chúng tôi đang chờ cái data chính thức để chúng tôi phân tích. Điều đó có nghĩa rằng nó nghĩa là đại đa số cái cử tri gốc Việt, cư dân gốc Việt đã chống đối là cái việc bãi nhiệm, và việc đó cũng có nghĩa rằng nó ăn khớp với lại cái sự hỗ trợ của
cả hàng trăm đoàn thể, tổ chức, tôn giáo, cá nhân từ trên toàn Hoa Kỳ đã lên tiếng hỗ trợ cho các vị dân cử gốc Việt và chống lại cuộc bãi nhiệm này. Và quý vị đã thấy những cái thư lên tiếng, những cái phản đối, họ kịch liệt phản đối cái đó, cái việc bãi nhiệm đó. Và những con số này, nếu mà nhìn kỹ lại những con số mà cho những ứng cử viên mà chúng tôi coi là gà của tỷ phú Hoàng Kiều đó, những người như là nghị viên Tài Đỗ, những người như là những người là Tâm Đỗ, một nhân vật mới, hay là những người như là Jameson Power, thì những cái nhân vật này, cái số phiếu của họ, họ có phiếu, nhưng mà có cái phiếu hoàn toàn không phải là phiếu của Việt Nam, mà là phiếu của người địa phương. Điều đó chứng tỏ rằng những người nào mà được ông Hoàng Kiều hỗ trợ thì là những người đó bị cộng đồng Việt Nam ruồng bỏ, cho dù cho dù là được hỗ trợ của tiền bạc của Hoàng Kiều và của các cư dân đó. Riêng đối với những người như ông Tâm Đỗ chẳng hạn, một nhân vật mới nhận tiền của Hoàng Kiều thì cũng không được cái phiếu gì hết. Ông Tâm Đỗ chỉ được có khoảng 1.000 phiếu, 1.009 phiếu trong số tới trên 17.000 phiếu. Điều đó chứng tỏ rằng những người Việt Nam nào mà đi bán nước là đi tham dự với Hoàng Kiều là sẽ bị cộng đồng Việt Nam ruồng bỏ, và người Mỹ nó cũng không đếm xỉa gì về những người đó hết. Riêng đối với nghị viên Tài Đỗ thì đúng, ông ta có được cái phiếu là 4.892 phiếu. Nhưng mà nên nhớ rằng ông Toàn Tài Đỗ là con cưng của cái phe của làm bãi nhiệm này. Điều đó ông ta đã được chứng tỏ, ông ta được phiếu của phía bãi nhiệm, nhưng cái số phiếu của ông Tài Đỗ không bằng một nửa của cái phiếu mà hỗ trợ cho thị trưởng Tài Đức Chí, tức là 10.097 phiếu. Điều đó chứng tỏ rằng những người nào mà cống rắn cắn gà nhà trong cái cuộc bầu cử này đều thất bại một cách tan nát của họ. Và có cái tỷ số của các cư dân và cử tri tham gia đi bầu, người ta sẽ thấy được rằng cái yếu tố của Hoàng Kiều làm yếu tố rất là quan trọng để mà kích động cử tri gốc Việt tham gia cử thật đông. Và chúng ta đã thấy được cái hiện tượng đó, và chúng ta đã thấy được cái lên tiếng phản ứng từ cái cư dân, từ phiếu bầu, cộng với những cái sự lên tiếng đồng loạt của tất cả các đoàn thể cộng đồng của khắp nơi để chống lại, không những là chống lại cuộc bầu cử bãi nhiệm này, mà chống lại cái sự thao túng, tham dự, lũng đoạn của ông tỷ phú Hoàng Kiều trong cuộc bầu cử này. Và đó là tường trình sơ qua nếu mình phân tích hay nhìn cái con số tổng kết trong cái kỳ bầu cử vừa qua. Vâng, xin cảm ơn luật sư Lân. Hôm nay chính tôi cũng được xem, được nghe một cách rất là cặn kẽ. Thật ra ở nhà tôi cũng nghe được nhiều cái YouTube nhưng mà nó không cặn kẽ cho bằng luật sư Lân. Do đó là lý do tôi mời luật sư Lân đến, để ông là trong cái ủy ban về bãi nhiệm để đặc trách về cái vụ này, cái vụ mà bầu cử trưng cầu dân ý, chúng tôi phải nói rằng là tại thành phố Westminster, cho cái vụ mà truất phế ba dân cử, ông nói là rất là chính xác. Thế thì bây giờ có những cái tin đồn về vấn đề gian lận bầu cử, thì xin luật sư, trước khi mà luật sư nói chuyện thì cho tôi được đọc một cái mảnh rất là nhỏ thôi của một cư dân thành phố Westminster mà tôi thật tình tôi không biết ông này. Như ông bảo ông biết tôi từ lâu lắm rồi, và ông ấy gọi vào để góp ý thế này. Ông viết rất nhiều nhưng mà tôi chỉ viết cái phần cuối thế này thôi. Là ông xin chuyển khẩn là bọn vô lại đang cố làm giảm giá trị chiến thắng của ba vị dân cử Westminster và để bôi nhục bằng thủ đoạn tố cáo bầu cử gian lận. Tôi đề nghị phải phản công ngay lập tức. Thứ nhất, xin cho đồng hương biết Orange County chứ không phải là thành phố Westminster tổ chức và kiểm phiếu vụ RICO được trong chương trình của anh chị, nhờ luật sư Luân hoặc là luật sư Văn gọi vào trình bày về luật tổ chức RICO. Tất nhiên ông này ông nói rằng là ở đây Orange County nước Mỹ chứ không phải là ở Cộng sản Việt Nam mà lại có thể nói là vấn đề gian lận bầu cử đấy. Giải thích cho đồng hương biết bọn bất lương tổ chức gian lận là một trò bất lương, tố giác gian lận là một trò lố bịch, chỉ nhằm bôi lọ chiến thắng của đa số cử tri và làm giảm cái nhục thất bại của chúng. Đó, cảm ơn chị nhiều. Đây là ông Mike, tôi chỉ biết thì, tên ông là Mike. Thật sự là Thùng cũng đã lên Facebook, Thùng rất theo dõi và luật sư Lan.
và luôn luôn mà theo dõi những cái tin tức mới. Thì nghe anh tiến sĩ Giấy Phạm Lam có lên nói là bầu cử gian lận là lá phiếu in này nãy kia, thì xin anh Sư Lam trình bày cho đồng hương biết chút xíu về vấn đề này. Dạ vâng, chúng tôi có nhận tin tức đó, là tin tức như anh Thuần vừa nói đó, nó đến từ ông gọi là ông tiến sĩ Phạm Kim Long, mà tôi không nghĩ ông là tiến sĩ. Ông là tên ông là Phạm Kim Long. Ông đưa ra một cái ông gọi là một cái tin tức nói rằng ban vận động chống bầu cử gọi là có thể in cái giấy phiếu bầu ra để lạm dụng, để mà gian lận cái đó. Thì chúng tôi có biết cái chuyện đó, nhưng mà chúng tôi đã trả lời chính thức là chuyện đó hoàn toàn không có. Bịa đặt. Đó là chuyện bịa đặt, tưởng tượng, phóng đại ra. Chỉ vì những người như Phạm Kim Long, ông không có biết cái thủ tục bầu cử. Đó. Bên phía đó họ không có cái kế hoạch giúp cử tri tham gia bầu cử. Đó. Cho nên họ một sáng sớm ngày thứ ba họ mở mắt ra, họ thấy người này làm cái này, cái họ tưởng là người ta gian lận. Nhưng mà vì là họ không có biết, họ không có biết là có trường hợp có người in theo cái luật lệ cho phép những người như vậy. Và họ nghe người ta nói nhưng mà họ không việc kiểm chứng. Thành ra họ tưởng tượng ra cái đó mà nói. Đó là lý do tại sao tôi đi đến dùng nguyên cả một cụm từ, đây là tưởng tượng, phóng đại, bịa đặt và thiếu hiểu biết. Thiếu hiểu biết là tại vì họ không bao giờ làm cái giúp cái chuyện giúp cử tri để đi bầu. Bây giờ họ thấy người ta làm cái họ tưởng họ bắt chước, nhưng mà họ lại họ tưởng sai, thành ra nghĩ sai. Nhưng cái quan trọng không phải là những gì ông Phạm Kim Long nói. Cái quan trọng là đây là một cái âm mưu là bôi nhọ cái thành quả của cộng đồng Việt Nam. Đúng rồi. Cái đó là cái quan trọng. Chứ quan tôi không có quan trọng những gì ông Phạm Kim Long nói, tại vì từ lâu không ai đếm xỉa gì đến gì ông Phạm Kim Long nói. Nhưng mà cái hành động tôi tiếp tục bôi nhọ cái này, cái đó là cái tôi không có chấp nhận được. Không những nói như vậy, nó làm cái âm mưu để đưa lên cái cơ quan truyền thông Việt ngữ khác để mà bêu nhọ cái chuyện này. Cái đó là một cái âm mưu khác nữa, là cái hành động với cái mục tiêu để bôi nhọ cộng đồng Việt Nam. Cái đó là một cái chuyện khác nữa. Chúng ta là cộng đồng Việt Nam nên đặt cái vấn đề và nên nhớ rằng cái mục tiêu bôi nhọ cộng đồng Việt Nam của những cái người này, của những cái người mà vận động bãi nhiệm này, nó nằm trong âm mưu ngay từ đầu. Quý vị thấy là trong suốt cái thời gian bầu cử như vậy, chúng ta thấy cái bảng hiệu nó là tham nhũng, hối lộ, phe đảng, rồi băng đảng, rồi tất cả những chuyện đều bị đặt. Và những cái chuyện đó nó tai hại rất là nhiều, nó gây sự xấu hổ cho cộng đồng Việt Nam. Nó gây sự nhục nhã cho cộng đồng Việt Nam. Là vì sao? Thông thường nếu không có những cái thành phần mà cổng rắn cắn gà nhà này, người Mỹ không dám nói như vậy. Người Mỹ họ có nghĩ gì họ không dám nói như vậy. Chỉ vì là có cái sự tiếp tay của những người cổng rắn cắn gà nhà này, cho nên họ mới có can đảm nói như vậy. Và trong tranh cử chúng ta không thể nào làm gì được. Chúng ta không cấm họ nói như vậy, chúng ta không ngăn cản họ được. Chúng tôi chỉ có thể giải thích cho đồng hương biết là chuyện đó là không có, không có bằng chứng, là toàn họ tự bị đặt. Nhưng cái đó là cái xấu hổ của cộng đồng Việt Nam. Và những cái người này, những cái thành phần hỗ trợ bãi nhiệm, những cái thành phần tiếp tay với họ đó với mục đích để bôi nhọ cộng đồng, chứ không phải tôi không nghĩ là họ tranh cử để mà thắng. Tại vì tranh cử mà thắng, họ không tranh cử như vậy. Họ có bỏ rất nhiều tiền, nhưng mà họ bỏ cái kiểu tranh cử, họ tranh cử cái kiểu như là luyện bom ở trên trời đó, chứ không phải là có cái bộ binh để mà giúp đỡ cử tri. Cho nên họ tranh cử cái kiểu mà nhiều tiền họ tung ra. Cho nên nếu mà mọi người, nếu mà ai có dùng trong chiến trận á, trong cái chiến trận đi lính mà hiểu được là mấy người nó vô bom thôi, xong vô bom cái là lính nó nhào ra là nó bắn chết, thành ra nó dùng cái chiến thuật để mà nhiều tiền để mà biển người, chứ không phải là để thắng. Cho nên nếu mà mình nhìn cái chiến dịch này mình thấy là rõ ràng là mấy cái người này họ có mục đích bôi nhọ, sỉ nhục cộng đồng Việt Nam, chứ không phải họ đạt được mục tiêu của họ. Mà nếu đạt được mục tiêu của họ là cùng họ cũng vui thôi. Nhưng cái cách họ làm không phải để thắng, mà cái cách họ làm để mà sỉ nhục cộng đồng Việt Nam, đó là cái yếu tố mà nói về cái tin đồn này là như vậy. Thế nên mọi người, tôi muốn mọi người hiểu rõ cái tác dụng của cái chuyện tin đồn nhảm nhí này, nó có mục đích đó, chứ không phải là chỉ là thấy sao nói vậy đâu. Với một cái điều nữa, chị Thân Hiền, luật sư Lan, là cái tác động của cái vụ mà cái nô thì cô thắng, đây là một cái tác động rất là lớn ở cái khu cộng đồng của mình. Nhưng mà theo tôi nghĩ nó tác động tới cả thế giới người Việt chúng ta, ở trên thế giới, ở Mỹ, ở Úc và ở bên Canada hay là ở bên châu Âu. Tôi thấy nhiều người rất là vui mừng. Thì anh nghĩ cái tác động này nó có thể chứng minh là cái cộng đồng chúng ta rất là vững mạnh. Cái đó. Thưa anh, đúng là như vậy. Tại vì hầu như ai cũng nhìn thấy được rằng
cái cuộc bầu cử bán nhiệt này là một cái âm mưu để đánh đổ cái thành trì của cộng đồng Việt Nam tại đây. Tại đây là cái thủ đô của cộng đồng Việt Nam. Tất cả những cái chuyện trong cái tinh thần tị nạn, trong cái tinh thần chống cộng của mình, nó xuất phát từ đây. Đúng. Cho nên họ phải triệt tiêu cái này. Và tất cả mọi người đều thấy như vậy hết. Tất cả các hội đoàn, các tổ chức, các tôn giáo, các tổ chức đấu tranh, các tổ chức cựu quân nhân đều thấy cái trường hợp, đều thấy cái hoạt động đó. Và tất cả mọi người đều quan tâm cái trường hợp đó. Và cả cư dân tại thành phố chúng tôi, rõ ràng là trên 80-90% của họ cũng đồng ý với đó, hỗ trợ cái đó và tiếp tay với chúng tôi. Quý vị không thể nào tưởng tượng được là cái sự gọi là nhiệt tâm của cụ già lớn tuổi ra xe không có được, trời mưa từ gió rồi bảo hiểm tục, họ vẫn cặp cụi để mà đi. Họ vẫn tiếp tay với chúng tôi, họ vẫn cào ghét từng phiếu một để giúp đỡ. Cái đó là sự tận tâm của các cử tri. Nhưng khi nói cái sự hỗ trợ của cộng đồng Việt Nam từ khắp nơi như vậy, chúng ta phải nhìn nhận rằng trong cộng đồng Việt Nam có một số các đoàn thể cựu quân nhân, một vài cái đoàn thể cộng đồng biệt tâm, biệt tích, trốn luôn và không có ra tiếp tay của cộng đồng. Cái đó là cái chúng ta cần phải đặt cái vấn đề. Cái đó là cái chúng ta phải hiểu được là cái ý nghĩa, cái tác dụng của cái tiền bạc của Hoàng Kiều nó làm cho một số người bị tê liệt đến cái độ như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã thành công rồi, cộng đồng đã lên tiếng, cộng đồng đã cho họ thấy được đâu là ý dân, đâu là ý của Hoàng Kiều, đâu là tà, đâu là ác. Thì cộng đồng bây giờ có quyền phán xét tất cả mọi người liên hệ hay không liên hệ với cái cuộc bầu cử này. Thì mà lần đầu tiên cái tờ báo mà LA Times cũng đã lên tiếng, và anh Lan có share trên Facebook và nhiều người đã share book, là tờ LA Times đã chứng nhiên nói rõ ràng là cái vụ no recall bên Hoàng Kiều đã thất bại hoàn toàn. Và có thể đây là một cái dấu hiệu để cho những tờ báo chúng ta hay là những cái người mà cái cộng đồng chúng ta thấy được, và ngay cả người Mỹ thấy được, là cái người Việt chúng ta giữ được cái thành trì này. Đó là cái điều mà tôi nghĩ là cái sự lớn mạnh của cộng đồng chúng ta, mà tôi nghĩ là rất là vui mừng là các cộng đồng khác thấy được cái điều này. Và người ta cũng đã ủng hộ cái vấn đề này, và chúng ta đã thành công trong cái vấn đề. Trên cái bản tin của LA Times sáng ngày hôm nay họ ra, nó quan trọng ở cái đấy. Bản tin LA Times nó nói chuyện rất là chung dung. Thấy họ nói rõ cái thành tích của cộng đồng Việt Nam, họ nói ra, họ cũng nói được cái quan điểm của phía bên kia. Thành ra họ nói rất chung dung nhưng mà họ vẫn nói là sự thật. Cho nhiều phía mà em. Thì tôi tôn trọng, có những lúc đương nhiên cá nhân mình không thích nói bên kia nhưng mà phải chấp nhận báo chí, cái vai trò của họ. Nên nó khác với lại cái báo chí mà từ trước đến nay trong cuộc cam này, họ loan tin những cái chuyện họ chỉ loan tin một chiều thôi. Họ tin chỉ có cái phía bên kia. Họ loan tin chỉ là cái tin nào có lợi cho phía bãi nhiệm, có hại cho cộng đồng, họ chỉ loan tin cái đó. Cho tới khi chúng tôi phản đối, chúng tôi viết bài viết, chúng tôi họ cũng bật luôn, họ cũng từ chối. Thành ra đâu phải là cái tin một chiều của đó, chúng tôi luôn luôn lên tiếng với họ, nhưng mà họ chỉ có loan tin một chiều để họ lên kia. Tại vì cái âm mưu của tất cả những thành phần này, họ luôn luôn triệt tiêu cái sức mạnh của cộng đồng. Cho nên trong cuộc bầu cử chúng tôi phải gây go, không phải là đối phó với thành phần vận động bãi nhiệm này, chúng tôi phải đối phó thành phần báo chí. Mà chúng tôi có khi nó là lá cải, có khi là truyền thông, họ phải rất là một chiều mà chúng tôi không thể làm gì được. Tại vì mình không có tiền như ông Hoàng Kiều. Ông Hoàng Kiều có tiền, ông có thể làm bất cứ cái gì. Ông có thể lập ra một cái chương trình một tiếng đồng hồ liên tục, liên thanh từ 3-4-5 đài khác nhau để làm. Ông có thể có tiền làm bất cứ cái chuyện gì. Nhưng mình không có tiền, mình chỉ có cái lòng dân, mình chỉ vận động mọi người để làm ở đó. Nhưng mà khi mình lên tiếng với những cơ quan truyền thông này đó, họ không đếm xỉa mình, tại vì mình không có tiền trả cho họ. Nhưng có tiền trả đi nữa đó, ông Hoàng Kiều trả tiền nó đặt điều kiện là không được tiếp tay với đoàn kia. Đó, cái nguy hiểm của cái đồng tiền như vậy. Và có những cơ quan truyền thông này họ sẵn sàng họ làm như vậy. Họ làm với cái mục đích là chỉ triệt tiêu cộng đồng và chỉ là độc quyền cho ông Hoàng Kiều để mà phổ biến tin tức mà nham hiểm đối với cộng đồng. Thì cái đó là cái một điều khác đối với một số cơ quan truyền thông. Tôi nghĩ rằng một lúc đó cộng đồng chúng ta cần phải đặt vấn đề với những số cái cơ quan truyền thông này. Tôi có một câu hỏi cũng một số đồng hương người ta gọi. Hôm qua nay tôi nói là máy của tôi nó cháy máy luôn, tôi phải tắt đi, là bởi vì họ gọi quá sức, vì họ không biết sự thật như nào, bởi vì có những cái tin nói rằng là cuộc đếm phiếu ngừng, rồi là có gian lận này kia, họ gọi tôi quá trời, nên nói là tôi phải nói ông xã tôi là tắt phiếu, tắt tôi không nghe được nữa. Thì tôi muốn hỏi luật sư Lân là như này này, có một cái dư luận cho rằng cái vụ gian lận thì luật sư Lân đã cắt nghĩa rồi, nhưng mà có một số người nói rằng đây ngoài cái cuộc chiến
giữa quốc gia và cộng sản, cái bọn thân cộng, chúng ta còn gặp phải một cái cuộc chiến có tính phải nói rõ là sắc tộc. Là bởi vì sao tôi nói thế? Là bởi vì có một cái thành phần nhỏ thôi chứ không nhiều của thành phố Westminster mà đứng đầu là David Johnson, nó đứng đầu cái ủy ban gọi là bãi nhiễm này này, thì nó có kêu gọi một số người Mỹ và đặc biệt là sực Joe Contreras gọi một số người Mỹ, tại vì có hai ứng cử viên người Mỹ phải không? Và một ứng cử viên người Mỹ, cho nên họ cũng, mình phải thông cảm cho họ là bởi vì họ cũng thấy, cảm thấy cũng thẹn thùng là bởi vì một cái cộng đồng lớn như thế này mà bốn người Việt Nam ở trong đó, thành ra không có một người Mỹ nào và cũng không, chỉ có một anh Mỹ đó là cái anh sực Joe Contreras, cho nên họ cũng muốn đấu tranh để họ được vào đây, cho nên họ đã khi mà nghe Tài Đỗ và Bùi Phát và Hoàng Kiều đưa cái vấn đề này ra bãi nhiễm thì họ, một số người thôi chúng tôi phải nói hết, là họ đã bỏ phiếu cho, họ đến họ bỏ phiếu là những người cư dân mà không phải là người Việt. Do đó cái số mà bãi nhiễm bỏ phiếu yes đó cũng hơi, nó cũng khá khá. Lý do nhiều người bỏ tôi, chúng tôi là tại sao mà lại cộng đồng mình lại làm như vậy? Tôi bảo không phải, đây là những cái phiếu mà nhiều mà đi theo cái đám bãi nhiễm đó là của cư dân người Mỹ trắng và kỳ thị của thành phố Westminster và của sắc dân Mỹ Tây Cơ nữa, chứ không chỉ cộng đồng Việt Nam rất là ít trong cái số mà bỏ phiếu bãi nhiễm. Phải bỏ phiếu bãi nhiễm, cái điều đó có đúng không? Thưa cô, tôi không muốn nói cái sắc dân này trên kia, nó tất cả mọi người nên nhớ là mọi người có cái suy nghĩ rất là bình thường. Bây giờ trong một người rất bình thường nói rằng ký giấy đi sẽ được giảm tiền nhà, sẽ được hỗ trợ thị trường trại đức trí, sẽ được ghi danh đi bầu, ai cũng ký hết trơn á. Thì cái đó họ bỏ tiền ra, họ có những người táo tợn họ nói như vậy thì cái gì họ cũng ký hết trơn á. Nếu mà nói ok cứ bầu cử đi để chống tham nhũng, chống phe đảng, chống độc tài, chống ác bá thì ai cũng đồng ý hết trơn. Cái người bình thường là như vậy. Không có ai đi coi cái phân tích, không có ai nghe luật sư Lân viết 22 bài cậy đăng gì, không ai làm cái chuyện đó. Không ai hiểu những cái chuyện đó. Họ nghe những cái chữ như vậy thôi là họ thấy là ồ cái đó là sai như vậy. Thành ra các chị phải thông cảm cho họ rất là bình thường. Ngay cả như người Việt Nam, nhiều người khoa bản Việt Nam, nhiều người trí thức Việt Nam, nhiều người truyền thông Việt Nam, họ biết rõ những chuyện như vậy, họ vẫn đọc, họ vẫn chi tiết như vậy. Họ vẫn làm theo những cái điều mà mình đang phản đối ở đây. Thế phải chấp nhận. Nhưng mà trong cái xã hội dân chủ mình phải chấp nhận mỗi người có cái nhận xét riêng, một ý kiến riêng, mình phải chấp nhận có cái người chống đối mình, mình chấp nhận, mình không thể nào đòi hỏi 100% hỗ trợ chính. Đúng rồi, tôi đồng ý. Thành ra mình có xác nhận cho điều đúng, họ có cái số 40% phải chấp nhận có con số đó. Không, nhưng mà tôi cũng xin hỏi luật sư Lân một cái điều này rất nhiều người hỏi, đó là ông Hoàng Kiều á và cái phe bãi nhiễm nó nói là nó có 13.000 chữ ký trong tay để mà nó chắc chắn kỳ này là nó thắng, là bởi vì nó có 13.000 chữ ký mà bữa trước họ ký để mà họ xin bãi nhiễm đó. Thế tại sao cho tới bây giờ thì chúng tôi lại thấy là cái số của cái anh Tài Đỗ đó lại có 4.000+ thôi. Thì có nhiều người nói chúng tôi rằng dù rằng cái số phiếu mà 13.000+ là họ khoác lác ra, họ nói phét ra, nhưng mà khi mà vào thực tế thì chỉ có 9.000 hơn, phải không cơ? Mà bây giờ lại chỉ có 4.500, thì cái số mà sai biệt đó nó đi đâu, là những ai, tại sao như vậy? Vâng, thưa cô Hiền, cái ông Hoàng Kiều á, ông có cái tính, ông bỏ tiền ra, ông nghĩ cái tiền ông làm được tất cả mọi thứ. Khi ông bỏ tiền ra như vậy thì ông có cái hàng cố vấn của ông đó, cố vấn là lấy tiền của ông, cố vấn nó ngon là lấy tiền của ông, chứ không phải là cố vấn thực sự như là chúng em đang làm việc từ trước đến giờ nhá. Những người cố vấn họ lấy tiền thôi đó, thì họ sẵn sàng nói cái gì để cho ông chỉ là vui, đồng ý họ, thuê mướn họ và trả tiền thêm, trả tiền phụ trợ cho họ. Thì những người đó họ cố vấn, nếu mà họ cố vấn như vậy hoàn toàn sai, không có đúng. Tại cái chuyện 13.000 hay 8.000 hay 9.000 hay chữ ký mà xác nhận được đó, nó có nhiều nghĩa lắm. Người ta không thể nào biết được là họ ký là vì họ giảm thuế tiền nhà, họ được ký để được hỗ trợ tiền dưỡng đất trí, hay là họ ký vô để được ghi danh mọi người. Mình không có biết được họ ký vì lý do gì. Tại vì cái đó là cái vấn đề các phòng biện lý và các cơ quan bầu cử họ đang điều tra cái chuyện đó. Để coi cái giá trị cũng như chữ ký đó là cái gì. Cái đó là cái đợt từ từ để giải quyết cái đó, nó mất thời giờ và cái đó. Cái thứ hai nữa, khi vô bầu cử đó, lúc mà ký chữ ký chỉ có một mình họ đi lấy chữ ký. Bên phía 80% kia không ai, mình không nói được gì, không làm được cái gì hết trơn. Mình như là con vịt ngồi chịu trận thôi, mình không có gì đó. Lúc bầu cử là mình có quyền nói, họ có quyền vận động. Họ đổ 1 triệu vô, mình kêu gọi mọi người đi bầu. Mình có quyền làm cái đó.
Cho nên cái bầu cử nó khác với thu thập chữ ký. Không nên nhìn con số 18, 12, 9 ngàn chữ ký đó mà nói là sẽ ra đi bầu. Nó khác hẳn nhau. Và những người cố vấn đó của ông đó, Hồ Kiều đó, phải nói cho ông biết là như vậy. Nhưng đằng này họ cứ rủ nhau lại lấy tiền nhau rồi họ làm như vậy. Đó là chuyện của họ. Thành ra mình để yên cho họ là cố vấn cho nhau, họ bày vẽ cho nhau cái chuyện đó là cái đó là suy nghĩ của họ. Nhưng mà những cái suy nghĩ đó nó hoàn toàn sai. Nó không có đúng và đây là kiến thức rất là căn bản trong vấn đề tranh cử. Không thể nhìn con số này mà nhìn mà áp dụng một con số kia, nó là chuyện nó khác hẳn nhau. Với một thằng một phần nữa chị Thanh Hiền với anh Luật Sư Lăng là đôi lúc nhiều đồng hương giống như Luật Sư Lăng nói, người ta ký người ta không biết, nhưng mà từ khi mà anh em chúng ta rồi nhiều cái blogger khác lên nói thì người ta mới nhận thấy được cái này là nó sai, vì vậy người ta mới thay đổi ý kiến. Thay vì hồi xưa người ta vote là giống như là yes recall, bây giờ người ta đổi là no recall, làm sao biết được. Thì cái đó là cũng là một cái điều quá dạ. Có thể là có nhiều người đồng hương người ta thấy được, từ từ người ta mới thấy được cái chị nó rất là rẻ là trong lúc mà vận động tranh bỏ phiếu đó thì chúng tôi mới có thể giải thích cho họ biết nó là cái gì. Còn trước đó đó chỉ có một mình của họ được trả tiền mua bán người trả cửa, mua bán chữ ký, một mình một họ ở ngoài chợ, họ muốn nói gì mình không làm gì được hết. Nếu như mấy người mà ký gì thì họ không có cái mẫu thư họ nhận được, không có mẫu giấy họ ký gọi là cái gì, thành ra không thể là trách họ lúc họ ký cái gì. Thành ra chỉ có những người mà mê muội như nhóm của Hoàng Kiều hay cố vấn của chúng ta mới nghĩ rằng cái số đó nó thể hiện cái ý muốn của người dân là như vậy. Cái đó không phải là cái ý nói. Chỉ có một tranh cử mình giải thích rõ ràng ra, ổng bỏ 1 triệu vô để mà vận động cái ý kiến của ổng, mình bỏ tay chân công sức của mình vô để làm cái chuyện này. Người ta tin ai, người ta chấp nhận. Cử tri đã lên tiếng là mình phải chấp nhận cái tiếng nói của cử tri. Rồi, rất cảm ơn luật sư Nguyễn Quốc Linh, ông đã bỏ thời giờ rất quý báu của ông để đến đây hợp tác với chương trình để báo tin cho đồng hương, đặc biệt là những đồng hương ở xa, hiểu được cặn kẽ những gì đang xảy ra ở đây, bởi vì ở các nơi họ gọi lại cho tôi và họ text cho tôi và họ message cho tôi rất nhiều. Họ hỏi rằng là bây giờ họ muốn biết thực tế như thế nào, tôi bảo thôi chịu khó đi, chờ vài tiếng đồng hồ nữa thì là chúng ta sẽ có kết quả. Thì hôm nay xin cảm ơn luật sư Lân hết sức đã trình bày rất là cặn kẽ. Và nếu đồng hương nào còn thắc mắc thì cũng xin cho biết để chúng tôi sẽ có một cái dịp khác để trình bày tiếp. Và bây giờ thì xin cảm ơn luật sư Lân và cảm ơn ông cái thời giờ của ông. Và hôm bây giờ có một người ngồi nãy giờ tội nghiệp đó là anh Nguyễn Mạnh Chí. Mọi lần chúng tôi ngồi 4 người nhưng mà quý vị thông cảm rằng lúc này chúng ta không có nên ngồi gần nhau quá đó, thành ra chúng tôi đã phải chia ra như vậy. Thì xin cảm ơn luật sư Lân và bây giờ xin mời anh cảm ơn cô, cảm ơn Thuần và xin chào quý vị khán giả. Xin mời nghị viên Nguyễn Mạnh Chí. Nghị viên Nguyễn Mạnh Chí thì quý vị đã biết rồi, tuần trước cũng đã lên đây để cảm ơn đồng hương. Nhưng mà lúc đó chỉ cảm ơn cái công sức của đồng hương. Còn ngày hôm nay chúng tôi xin hỏi cái cảm tưởng của anh. Sau khi mà cảm tưởng của anh sau một thời gian có thể nói rằng là tôi phải nói là đây một cái cuộc đấu tranh chưa từng thấy bao giờ. Nghĩa là khủng khiếp và các anh đã chịu đựng bao nhiêu những cái đau khổ, những cái nhục nhã mà cái phe đối phương đã phỉ báng các anh, bịa đặt bao nhiêu những sự chuyện cho các anh. Và ngày hôm nay đồng hương đã hiểu rằng tất cả những cái đó chỉ đó là những cái bịa đặt của cái bọn gọi là Việt gian, nó cố tình nó đánh phá cái thành phố Westminster. Và hôm nay các anh đã thắng vẻ vang thì chúng tôi xin hỏi cảm tưởng của anh đầu tiên, và sau đó xin mời anh có thời giờ để mà cảm ơn tất cả những đồng hương, đặc biệt là những đồng hương ở phương xa. Bởi vì đồng hương gần đây thì là tôi đã được nghe là ông Tạ Đức Trí cũng đã lên cảm ơn rồi. Thì bây giờ những đồng hương ở xa và đặc biệt là những cái người khán thính giả của cái YouTube của Trần Nhật Phong, họ rất là cần biết những cái tin này. Và được tôi xin mời nãy lời luật sư Lâm, và bây giờ là nghị viên Nguyễn Mạnh Chí, xin ông cho biết cảm tưởng. Dạ vâng, trước hết chúng tôi là nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí xin được kính chào quý khán thính giả của chương trình Nhân sĩ cộng đồng. Cũng như là đài của anh chị Nhật Phong ở khắp nơi đang theo dõi chương trình. Và xin được kính chào cô Thanh Hiền cũng như là anh Phan Thuần, kiến trúc sư Phan Thuần. Dạ thưa với lại cô cũng như là anh Phan Thuần và tất cả quý vị, nếu mà nói tới cảm tưởng thì chúng tôi cảm thấy đây là một cái niềm vui. Niềm vui chung không phải là cho riêng cá nhân chúng tôi hoặc là cho thị trường cả tự tạo trí hay là phó thị trường Kim Mê Hồ, nhưng mà cái niềm vui đó là niềm vui cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng như là cho cư dân của thành phố Westminster. Tại sao chúng tôi nói cư dân của thành phố Westminster? Là bởi vì trong cư dân của thành phố Westminster chúng ta có cả người Việt, người hay là người bản xứ.
và tất cả những người đó họ nhìn thấy trong những ngày tháng qua có những cái lộn xộn, và bây giờ họ đã lên tiếng để họ nói lại cái tiếng nói mạnh mẽ đó, và chính cái tiếng nói này để làm, để mà giải quyết tất cả những cái vấn đề, để chúng ta sẽ trở lại về làm việc cho nó trong cái tinh thần xây dựng phát triển thành phố và xây dựng cộng đồng. Như vậy chúng ta sẽ không có còn trong cái vấn đề mà người ông nói qua bà nói lại nữa, để cho nó tránh đi những cái vấn đề mà gọi là lộn xộn trong thành phố. Hơn nữa chúng tôi thấy rằng cái tiếng nói của người Việt, cộng đồng người Việt của chúng ta đã nói lên mạnh mẽ qua cái lá phiếu là những người cử tri của thành phố của Westminster. Bên cạnh đó chúng tôi thấy được rằng có cái sự gọi là tham gia đông đảo của người Việt của chúng ta khắp nơi, không chỉ tại miền Nam California, khắp nơi đã gọi về cho những người thân nhân của mình để mà dùng cái lá phiếu là cái tiếng nói mà nói lên. Chính vì như vậy mà quý vị thấy rằng cái kết quả của cái ngày 7 tháng 4 vừa qua đó là cái sự thắng lợi chung cho cộng đồng người Việt của chúng ta, thưa cô, chứ không phải là chỉ là cho ba dân cử mà cho cộng đồng của chúng ta tại miền Nam California cũng như là khắp nơi, cũng như là cho cả cử tri của thành phố Westminster. Theo báo chí và một số người nói là ngày 17 tháng 4 là cái chính thức, chính thức là thông báo ra cái số mà cũng như là mình thắng cử, đúng không anh? Dạ vâng, tháng 4. Tới giờ phút này thì chúng tôi là biết rằng là nó đã chắc rồi, chắc chắn rồi. Nhưng mà trên phương diện của một cái tổ cơ quan bầu cử đó, họ luôn luôn khi mà xong cái cuộc bầu cử rồi, họ sẽ có cái gọi là certified đó. Yeah. Họ sẽ ra cái certification để mà certify cái result đó. Yeah. Thì lúc đó thì coi như là không còn cái gì nữa. Thì luôn tiện đây thì có Nguyễn Mạnh Chí, nghị viên Nguyễn Mạnh Chí, thì tôi cũng xin thông báo cho quý vị đồng hương xa gần đọc một cái tin như thế này. Tôi được một cái người bạn người Mỹ trắng tại khu vực Westminster, sống ở đây rất lâu rồi. Thì chúng tôi có đến nhà chơi tại vì bạn với ông xã tôi, thì chúng tôi có hỏi rằng là ông nghĩ gì về cái vấn đề mà bầu cử bãi nhiễm ba cái nghị viên gốc Việt này. Thì ông ta cười, ông ta nói rằng là tôi cũng nghe xôn xao nhưng mà tôi cũng chưa có biết rõ sự thật. Thì chúng tôi sau khi mà họ gửi những cái phiếu khiếm diện đến nhà tôi, thì tôi nói với bạn của tôi là không có đi bỏ. Bởi vì những người này lạ quá, không ai biết ai hết. Đặc biệt các cái ông tài đỗ, ông này ông nói rõ là tôi không có đến họp ở thành phố Washington, là cái ông đó là ông nói. Nhưng mà tôi nhìn qua những cái video mà gửi về nhà đó, thành phố cứ mỗi tuần là có chiếu về nhà đó, thì tôi thấy cái ông này ông không làm được một cái gì. Từ cái ngày ông vào là ông phá hoại cái cộng đồng. Còn đối với ông Tạ Đức Trí từ trước đến giờ và bà Kimberly Hồ, còn đối với ông nghị viên Nguyễn Mạnh Chí thì người mới, tôi cũng mới biết đây thôi, thì tôi thấy rằng hai cái người kia làm việc tốt không có gì cả, cho nên rằng chúng tôi không rủ nhau là không có đi bầu. Đó là những cái người Mỹ chân chính và họ không có óc kỳ thị. Vâng, cháu rất đồng ý với cô về vấn đề này, là bởi vì những người Mỹ ở trong chúng ta nhìn thấy cái kết quả bầu cử vừa qua, cái số phiếu không hoàn toàn là của Việt Nam mình không, đúng rồi, cũng nhưng mà số phiếu của những người mà cử tri người bản xứ ở đây. Lý do tại sao những người đó họ theo dõi những cái phiên họp đúng của rồi. Thành phố, mà khi họ theo dõi phiên họp thì thành phố họ nhìn thấy rõ, nhìn thấy rõ những cái vấn đề đang xảy ra, cho nên họ nhận định được và họ dùng cái lá phiếu của họ là cái tiếng nói. Chính vì như vậy mà chúng ta thấy cái kết quả không phải là hoàn toàn cái số phiếu đó là của Việt Nam của mình. Không, Việt Nam. Dạ vâng. Cho nên là mình phải nói rằng đó là lý do tại sao cho nói rằng là cử tri của thành phố Westminster, khi mình nói cử tri có nghĩa mình nói tất cả chứ mình không chỉ nói là người Việt Nam. Còn người Việt Nam của mình thì mình nói đồng hương sống tại thành phố Westminster. Cho nên một lần nữa trong cái cảm tưởng đó, chúng tôi rất hân hạnh là có được cái sự lên tiếng của cử tri của thành phố Westminster, cũng như là sự lên tiếng mạnh mẽ của đồng hương Việt Nam của chúng ta tại khắp nơi trên toàn thế giới, thưa cô. Với nhân cơ hội đây thì xin anh cho gửi cảm ơn tới những cái đoàn thể ở trên Mỹ, bên Úc, là bên Pháp, là những thưa cô cũng như là anh Phan Thuần. Thưa với quý vị, trước hết là chúng tôi đang là tham dự trong cái chương trình Nhân sĩ Cộng đồng, và chúng tôi phải nói tới cái lời cảm ơn đến cô Hiền, anh Thuần, cũng như là chương trình của Nhân sĩ Cộng đồng, cũng như là đài của anh Trần Nhật Phong, đã vận động cũng như là chuyển những cái tin tức cũng như là cập nhật hóa những cái chưa về vấn đề bầu cử đến cho tất cả mọi người được biết rõ là cái sinh hoạt của
thành phố Westminster cũng như là tại cộng đồng người Việt của chúng ta tại đây để mọi người theo dõi và hiểu được cái vấn đề. Và trong cái vấn đề mà trong cái chương trình này đã được phổ biến tới quý vị thì quý vị nhìn thấy rằng là cái sự mà gọi là họ làm rối loạn trong cái thành phố cũng như là trong cái cộng đồng của chúng ta thì ai cũng hiểu được rằng là chúng ta không thể chấp nhận được, bởi vì cái thành phố Westminster nói riêng và cộng đồng của Việt Nam của chúng ta tại miền Nam California là một cái thủ phủ của người Việt tị nạn mà chúng ta đã gây dựng 45 năm qua. Nhờ cái chương trình này mà đã phổ biến để quý vị được biết rõ hơn về cái sinh hoạt ở đây. Thứ hai nữa, chúng tôi cũng phải nói là cảm ơn nhiều tổ chức, nhiều đoàn thể, kể cả các tôn giáo Hội đồng Liên tôn bên Việt Nam, Hội đồng Liên tôn tại Orange County, cùng với cộng lại đồng Liên bang Hoa Kỳ, cộng đồng Liên bang Hoa Kỳ, cộng đồng Việt Nam, Nam Cali ở đây, Bắc Cali. Mà phải nói là những cái tổ chức ở bên Bắc Cali cũng đã lên tiếng rất mạnh mẽ. Rồi là chúng ta thấy rằng cộng đồng Hoa Thịnh Đốn cũng lên tiếng rất là nhiều. Cộng đồng Yên Tử bên Pháp, bên Úc cũng có. Dạ vâng, cộng đồng của Úc Đại Lộ. Bên Úc Đại Lộ. Dạ vâng, chúng ta bên Canada nữa. Đặc biệt là mình phải nói là những ông tù nhân chính trị ở trong các cái hội tù nhân chính trị. Dạ vâng. Thấy không? Toàn thế giới luôn nhé. Hội đồng là cái của ông Tổng hội cựu tổng hội tù nhân chính trị và hội cựu cựu nhân chính trị của các cái tiểu bang. Dạ vâng, rất là nhiều. Chúng ta phải nhắc đến những người đó. Tù nhân chính trị lên tiếng xong rồi các khu hội của các nơi như là New Orleans hoặc là bên nhiều cái tổ chức khác nơi, kể cả Nam Cali hoặc Bắc Cali. Các cái hội cựu quân nhân ở các nơi miền Bắc và các nơi khác ở bên Hoa Thịnh Đốn. Các hội cựu quân nhân rồi câu lạc bộ truyền thông Bắc Cali, rồi nhiều cái tổ chức quân đội của mình cũng đã lên tiếng rất vâng, cho nên rất là nhiều. Thưa với anh, nếu Kim Trong nói cái danh sách đó thì phải nói là nếu mà chúng tôi không lầm là chúng tôi cần có khoảng chừng gần 50 hội đoàn tổ chức với này kia để mà nói là khi mà nói cái tổ chức hội đoàn á, không chỉ là họ chỉ có lên tiếng như vậy nhưng mà mỗi tổ chức, mỗi đoàn thể lại có cái bản lên tiếng riêng của họ nữa. Đúng rồi. Mà cái bản lên tiếng riêng như vậy, một khi mà một tổ chức họ ra cái bản lên tiếng như vậy đó là chắc chắn rằng là họ đã hội họp với nhau, tham khảo với nhau, cá nhân nó không làm được. Cho nên khi mà mỗi một tổ chức, một đoàn thể mà lên một cái bản lên tiếng như vậy không phải là chuyện thường, không phải là một chuyện thường. Cho nên chúng tôi rất là cảm kích trước cái sự mà lên tiếng của các tổ chức, các đoàn thể, các tổ chức tôn giáo, Hội đồng Liên tôn Việt Nam cũng như Hội đồng Liên tôn tại đây và các tổng hội tù nhân chính trị. Dạ vâng. Và đặc biệt các đảng phái cũng nhiều lắm. Dạ vâng, đảng phái, đảng dân Việt tộc, Nam, đảng quốc dân, dạ vâng. Đảng. Dạ vâng, rất là nhiều tổ chức, chúng tôi không có danh sách ở đây, nhưng mà chúng tôi cũng có cập nhật hóa trong cái danh sách, chúng tôi sẽ ra trên mặt báo để mà in cũng như là cảm ơn, gửi lời cảm ơn đến. Nhưng mà đó là mình chỉ nói tới các tổ chức đoàn thể, mình chưa nói tới các nhân hào thân sĩ. Thân hào nhân sĩ của mình rất là nhiều. Và những người này là những người đã sinh hoạt sát với cộng đồng, chứ không phải là những người mà không có biết gì đến cộng đồng của chúng ta. Họ là những người đã sinh hoạt đi sát với cộng đồng của bao nhiêu năm nay rồi, và khi họ nhìn thấy những cái sự kiện mà xảy ra như vậy không đúng cho cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta thì họ đã lên tiếng mạnh mẽ. Và chính nhờ cái sự lên tiếng của các thân hào nhân sĩ cũng như là của các tổ chức, của các cơ quan truyền thông ở đây, cho nên chúng ta đã có được cái kết quả của cái ngày 7 tháng 4. Và kết quả của ngày 7 tháng 4 đã nói lên cái tiếng nói của cộng đồng Việt Nam của chúng ta, đã nói lên cái tiếng nói của cử tri và thành phố Westminster. Và vì thế chúng tôi tin tưởng rằng trong những ngày kế tới, chúng ta sẽ cố gắng làm sao để làm hy việc với nhau để mà thứ nhất là phát triển thành phố ngày một mạnh hơn. Thứ hai nữa là phát triển, giữ vững cái tinh thần chống cộng của chúng ta cũng như thành trì ở đây. Cộng đồng Việt Nam của chúng ta ngày một phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đó là một cái câu hỏi cũng kế tiếp là cái trình anh có một cái tương lai sắp đến của ba nghệ viên chúng ta, và cũng có nghe tạp đức trí muốn hàn gắn lại cái sự cũng như là một cái rạn nứt ở cộng đồng chúng ta và đặc biệt thành phố Westminster. Thì tương lai cũng hy vọng là thị trưởng tạp đức trí Kim Liêu, phó thị trưởng Kim Liêu Hồ và anh sẽ cố gắng làm việc và tốt để cho cái cộng đồng của chúng ta ngày càng mạnh hơn. Dạ vâng, trước, thưa bé, để cho bé. Tôi dạ. Trả lời trước là tôi thêm cái ý kiến bổ túc. Tôi rất đồng ý với cái ý kiến của ông Tạ Đức Trí có nói trên một cái cơ quan truyền thông ở đây là ông ta sẽ cố gắng nghe là hòa hợp
lại với những cái người mà chống phá ông đó, để cho nó đi tới một cái sự mà bình an. Cái điều đó rất là tốt và cái thiện chí rất là tốt. Nhưng mà theo cái cá nhân tôi và một số người khi họ nghe cái đó là họ gọi cho tôi, họ nói nhờ tôi chuyển lời là chỉ chúng ta chỉ hòa hợp hòa giải với những cái người mà quốc gia chân chính thôi, còn những cái phe mà nó thân cộng, nó làm việc gian, làm sao chúng ta lại ngồi chung với chúng nó được. Thành ra đồng bào một số người họ rất là chống đối cái chuyện này. Thế thì chúng tôi cũng xin chuyển lời là thì đối với nghị viên Mạnh Chí và cả ông thị trưởng Tạ Đức Chí nữa, với tính ông thì tôi biết ông rất là hiền hòa, ông muốn nghĩa là, nhưng mà chúng ta không thể nào mà có thể ngồi chung với cái bọn Việt gian, mà nếu mà nó chưa lộ ra thì không sao, mà bây giờ nó lộ ra rồi mà chúng ta lại ngồi chung với chúng nó thì chúng tôi nói thật là chúng tôi sẽ chống tới cùng đó. Không, thưa với cô là như vậy, trước khi mà cái cuộc bầu cử diễn ra thì chúng tôi cũng có một cái lá thư của ông Đặng Bảo viết thư vào, mà viết thư qua cái email của thành phố, cho nên với là một người dân cử, chúng tôi đã trả lời cho ông Đặng Bảo về cái vấn đề đó, là chúng ta làm việc nó có nguyên tắc, nó có những cái chính sách đàng hoàng, chúng ta không thể nào mà chấp nhận để mà ngồi với lại những người mà gọi là không đồng cái ý tưởng với chiến tuyến mục tiêu lý tưởng chính trị. Chính vì như vậy mà chúng tôi đã trả lời cái vấn đề đó. Tuy nhiên là một dân cử chúng, khi mà chúng tôi đại diện cho được tín nhiệm mà vào trong cái vai trò của một nghị viên của thành phố, thì chúng ta phải lo cho tất cả các cư dân của thành phố, không chỉ là người Việt Nam của chúng ta, nhưng mà bất tất cả những người thuộc các bản sắc. Và có chính sách mà chúng ta đưa ra, không chỉ chính sách cho người Việt Nam của chúng ta, mà chính sách cho tất cả, làm sao để cho thành phố của chúng ta nó càng ngày càng vững mạnh, và có chính sách đó nó tốt đẹp cho người dân của thành phố. Cho nên chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng muốn làm việc chung với tất cả những người đồng viện của chúng ta. Mà làm việc chung như vậy là chúng ta nhìn thấy vào cái công việc mà nó tốt đẹp cho cả thành phố, chứ không phải là cho một người này, cho một người kia. Chính vì như vậy mà chúng tôi mong rằng là có cái sự hài hòa làm việc với nhau từ những thành viên của hội đồng thành phố. Mục đích là gì? Chỉ có mục đích là chúng ta làm sao để phát triển cái thành phố này về nhiều mặt khác nhau mà người dân của chúng ta đang là mong muốn như vậy. Bởi vì một khi mà họ cũng có những lần họ nói là chúng tôi là những người làm việc với nhau gọi là bộ ba về này kia. Thưa với quý vị, khi mà tôi nhận cái trách nhiệm hoặc là được cái sự tín nhiệm của quý vị, chúng tôi ngồi ở trong đó là chúng tôi đại diện cho cả 100.000 người dân của thành phố Westminster. Bởi vì khi mà chúng tôi đã quyết định một cái quyết định nào, cá nhân chúng tôi đã bỏ phiếu cho một cái quyết định nào, là chúng tôi đang bỏ phiếu để đại diện cho bao nhiêu người đó. Chưa nói tới là những người mà họ đã bỏ cái lá phiếu tín nhiệm chúng tôi vào trong cái vai trò này. Cho nên mỗi một khi mà đưa ra một cái quyết định nào hay bỏ cho một cái lá phiếu của tôi có trách nhiệm với tất cả mọi người. Chứ tôi không phải là bởi vì phe đảng này, phe đảng kia, nhưng mà tôi phải tìm tòi rõ ràng, và tất cả những cái quyết định đi tới đó đều là cái quyết định có lợi cho người dân của chúng ta. Thì xin chị Tân Hề gửi lời cũng như là chúc mừng ba người về và thằng chúc mừng là chúng ta sẽ thay mặt chương trình nhân sĩ cộng đồng và tất thay mặt các anh em hôm nay không có mặt bởi vì chúng tôi không có đủ chỗ, đặc biệt là những vị như là ông Trung tá Phạm Đình Cung nhé, rồi chị Kim Lan, chị Nguyễn Ngân, anh Tony Bùi, và ông Phạm Khôi, cũng như là ông Lê Đình Sáu, là trong cái nhóm của anh em chúng tôi cũng nhân sĩ cộng đồng và tiếng nói trung thực. Chúng tôi xin chúc mừng ba dân cử gốc Việt thành phố Washington trong cái chiến thắng vừa qua. Chúng tôi đã từng nói là chúng tôi không bao giờ bảo vệ cá nhân của quý vị nhé, mà chúng tôi bảo vệ cái lý tưởng và cái chính nghĩa quốc gia mà quý vị là những người đại diện. Vì chúng tôi biết rõ quý vị làm việc với chúng tôi đã lâu, cái lập trường chính trị của quý vị như thế nào. Thành ra anh em cộng đồng này, những người làm việc ở đây lâu đều biết quý vị hết, cho nên chúng tôi hoàn toàn đứng ra bảo vệ tất cả những cái người mà đứng ra đứng mũi chịu sào cho cái chính nghĩa quốc gia tại thành phố Westminster. Chứ thực sự ra chúng tôi không phe đảng nào và chúng tôi không bảo vệ cho bất cứ một cá nhân nào. Thưa với tất cả quý vị, chúng tôi một lần nữa là nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Chúng tôi xin được thay mặt cho thị trưởng Tạ Đức Chí cũng như là phó thị trưởng Kim Lê Hồ không có mặt ở đây để nhận cái lời chúc mừng của cô, nhưng mà chắc có lẽ rằng chúng tôi cũng xin được chuyển cái lời chúc mừng của cô đến với tất cả
quý cử tri của thành phố Westminster cũng như cộng đồng Việt Nam của chúng ta khắp nơi. Cái này không phải là cái sự mà gọi là chiến thắng hay là thắng lợi của ba vị dân cử, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nó đi xa hơn như vậy nữa. Chính vì như vậy mà chúng tôi phải nói rằng là chúc mừng đến cộng đồng người Việt của chúng ta tại khắp nơi trên cả thế giới. Thùng cũng có lời cuối cùng là xin kính chúc ba vị đã gọi là thắng trong cái cuộc NoDeCo này và giữ được cái thành trì chống cảm của chúng ta, và tất cả những người Việt, những người vận động viên, những người vận động volunteer và nhiều đoàn thể khác trên thế giới sẽ nhìn vào cái thành phố Westminster của chúng ta và chúng ta đã thắng được một cái trận chiến mà rất là gay go. Yeah. Chúng ta đã dùng được cái lá cử tri và tiếng nói trung thực của cái người quốc gia để chống với một cái thành phần và dùng cái đồng tiền. Thì tôi nghĩ đây là một cái bài học không phải cho một cái thành phố Westminster mà cho nhiều nơi khác. Khi chúng ta có một tấm lòng yêu nước và giữ gìn được cái nền dân chủ tự do thì chúng ta sẽ thắng được tà đạo. Đó là ý nghĩa. Lời chót mời. Dạ vâng, lời chót thì chúng tôi xin được thưa với tất cả quý vị. Chúng tôi biết rằng là có rất nhiều người từ ở khắp nơi đã gọi điện thoại cũng như là chúc mừng hoặc là đã vận động để giúp chúng tôi trước cái cuộc bầu cử. Chúng tôi cũng mượn nơi này để cảm ơn tất cả quý vị. Có một điều chúng tôi xin được nhắc với quý vị rằng là mặc dù là cái việc mà gọi là certify cho cái result đó, tức nghĩa là chứng nhận cho cái kết quả bầu cử đó chưa có, tại vì họ theo luật họ phải đợi thêm mấy ngày nữa để họ coi còn những lá phiếu nào cuối cùng vào hay không trước khi họ xác nhận cái đó đó. Thì chúng tôi phải nói với quý vị rằng là tới giờ phút này quý vị đừng lo nữa, coi như là đã xong rồi. Cho nên có nhiều cái quý cụ, quý ông bà cũng gọi vô nói rằng là bây giờ kết quả làm sao rồi, tôi nghe thế này, tôi nghe thế kia. Dạ không, các bác, các chú cứ yên tâm là mọi chuyện đã xong và bây giờ chúng ta sẽ đợi cái kết quả cuối cùng khi mà họ xác nhận mà thôi. Vâng, để kết thúc, chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và lắng nghe của tất cả quý vị và những góp ý của quý vị và cũng như là những lời gọi đến để chúc mừng tất cả các anh em dân cử. Và hôm nay có người đại diện đó là nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí, thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn hết lòng tất cả những vị ở xa. Không nhờ quý vị thì gọi đến và về những lá thư của quý vị thì chúng tôi nghĩ là kết quả không được như ngày hôm nay. Và xin đặc biệt cảm ơn tất cả các cử tri đặc biệt của Westminster. Xin cho một lời nữa, hôm nay cũng có sự hiện diện của luật sư Nguyễn Quốc Lân ở đây. Thưa với tất cả quý vị, luật sư Nguyễn Quốc Lân cũng như là luật sư Trần Thái Văn là hai người không những đã hỗ trợ cho chúng tôi về vấn đề luật pháp trong suốt cái lần chống trả lại cái vấn đề chống bãi nhiệm này, nhưng bên cạnh đó là một cái tiếng nói mà gọi là đã có nhiều cái uy tín trong cộng đồng, đã dùng cái tiếng nói, dùng cái sự uy tín của mình để nói lên cho những cái công việc mà nó bất công mà đang xảy ra về cái vấn đề bãi nhiệm. Chúng tôi xin mượn nơi này để cảm ơn hai vị luật sư đó luôn. Dạ, vâng. Xin kính chào quý vị.